Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các anh bà cô chú và các bạn xin kính chào Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Hôm nay thì nhà cậu em á cả nhà có cái đám cưới cậu em đám cưới chú Dân Út cả nhà ở miền Tây đây. Giờ thôi em mời bữa nay em mời bà cô chú đi bữa nay em mời em mời bà cô chú đi ăn đám cưới miền Tây của em như thế nào. Ở dưới quê em thì đám cưới miền Tây thì hay có nhóm họ ông bà cô chú đó, mà giờ em mời bà cô chú đón xem coi bữa nay đám cưới miền Tây em đón họ như thế nào, làm sao ha. Bây giờ thì sáng giờ cái nhà em thì tới bên nhà ông cậu, nhà em thì tới bên nhà ông cậu đây, rồi sáng giờ thì cũng qua phụ với đám nhóm họ. Là chiều nay đến quê em thì nhóm họ là phải có đãi ăn nữa đó cả nhà, đãi ăn cả ngày nay rồi thêm chắc tối nữa đãi ăn cháo khuya rồi nữa, thì em mời ông bà cô chú sẽ đón xem nhiều tập với em ha. Còn bây giờ thì mấy sớm nhau sáng giờ cũng có ông bà cô chú bà con đó cả nhà, đó của cậu của mợ rồi xính nhau bên của cô dâu cũng vậy rồi đó. Sớm giờ mấy cô mấy chú rồi qua phụ rửa chén lau chén rồi cả nhà, lau chén mình chuẩn bị để tối mình đãi rồi gọt rau đồ làm này kia cho người này người cho bà con mình tối lại đang ăn cả nhà, ai lại đang thì đãi. Còn em làm sớm giờ thì giờ em quay lại em phụ em em cái nhiệm vụ em quan trọng nhất là em sẽ làm cà phê với cà phê với trà đường cả nhà, rồi bạn cho ai bà con á ta lại nó phụ với cái nước á thì uống cả nhà đó. Dạ ông mời ông bà cô chú sẽ đón xem em nha. Còn chuột thì chạy đi chơi đâu mất rồi, chuột đi chơi đâu mất tiêu rồi. Đây thì em pha mỗi là pha ca gì là cái nhà, rồi ai uống thì góp ra nhỏ nhỏ chứ đông thì mà quậy từ ca thì hơi bị mệt cả nhà hơi bị mệt, chỉ không có người đứng ở nhà cậu em cũng đơn chiếc cả nhà đó, không có cái gì bỏ gác nữa nè nhà ông cậu. Giờ đi đập đá đây thì là cái đây, mấy bà gọt cốc này để là tối nay đãi. Ủa cái này cậu có muối luôn không? Vào luôn không cậu? Muối á? Cậu kêu gọt muối nữa. Không muối nữa. Không, ý là mình muối ấy á. Muối đường mình ớt làm kiểu mình làm ăn đấy, gần tới ăn đấy. Không, ý là cậu kêu muối nữa. Mình tách tách ra đấy thì để mình tách sẵn mình muối mới, còn mới mình để sống hay ăn ăn mới muối. Bây giờ mình dọn mình rửa bỏ thùng đá đi, tỏi ba muốn giờ cái bắt đầu mình làm, mà vừa rồi làm sớm nó mềm mèo cái cốc à. Không đâu. Cái này chị gọt khớp làm gì nấu xào rồi tới tối luôn, giờ gọt đời luôn đó hả? Cái này thì cậu em chiều nay là làm món này là để xào cả nhà, xào với lòng phải không? Lòng khớp phải không? Xào mình gọt mình đó. Cốc thì đãi tới luôn, còn nấu bún nước lèo nữa cả nhà, còn một món bún nước lèo nữa. Bún nước lèo ăn buổi trưa đúng không? Đúng rồi, món nước lèo mình làm trước á. Món nước lèo thì ăn cái cử xế á, cử đó là cử 2-3 giờ phải không vậy ba? Cỡ 1-2-3 giờ là đẩy món nước lèo một chút xíu, hoặc một chút xíu nữa thì đẩy một cử cơm trưa cả nhà, cử cơm trưa xong rồi quay lại tới một cử cơm bún nước lèo giấc xế, rồi giấc tối nữa thì đẩy cháo phiên. Dạ mà ông bà cô chú hôm nay đi ăn với em, bữa nay ăn mà ăn no nê luôn đó, ăn no cũng về đó, ăn không no cũng về đó. Nói chung là đám ở miền Tây là ăn không no là không say không về đó cả nhà, phải say vì no say mới chịu về. Ở đây đúng cái miền Tây đó. Ở đây là mẹ của chú rể nha cả nhà. Chào ở đây mẹ của chú rể. Rồi chú rể này. Con đâu biết đâu gì. Thì bởi vì con đâu biết đâu. Nấu thì bị đòn. Nấu thì bị la. Mà nấu thiếu bị đòn. Giờ nấu sao hả các ông bà cô chú? Giờ giao là nấu ai nấu mà dư nó thì bị đòn mà nó nấu dư đâu phải nấu dư đi ba, nấu dư chả mà chia nhau đi về. Thì giờ gì ba cứ nấu ở nhà con kế bên đó gì ba. Cái nào sau hè đó gì ba cứ để nhà con đi rồi khỏi đi ba con ba. Chuột à, con đi đắng. Dạ chuột, quay lại chồng. Không ăn được. Không có ăn được. Miếng
con bỏ như vậy để hồi nãy ăn con không bỏ. Con nó ăn cái khác. Nó không bỏ xuống rồi xuống rồi. Có bình nước đồ không? Bữa đây cho mà. Rạng ơi chồng vô em bưng lên. Ấy nha, em quay nha. Em quay nha, em quay làm chứng là chị Hai mới làm nhiều nha. Chị Hai là làm nhiều nhất nha sáng giờ đó. Đó. Rồi kế nữa là chị ba hàng xóm nè. Chị ba hàng xóm nữa nè. Ở đây chị ba hàng xóm nữa nè. Ủa rồi chị là em đứng em dòm đó nghe cả nhà. Em đứng em dòm đó. Đúng rồi. Họ dòm nấu. Ừ. Nãy cái nồi nước chắc là còn lâu sôi ha chị ba. Nồi nước của mình chắc lâu sôi lắm mình để đi. Đi rửa cho chị hàng đi nấu đi. Cái này hả chị ba? Ừ. Quá trời rồi. Cái gì? Gì? Dắt qua bên nhà con bả nó. Dắt qua nhà con. Đây, nồi. Không hết mà dớt cũng không hết nữa. Ờ, mình dớt từ từ mà đi. Dớt từ từ. Đây cái nồi đổ hòn nghe cả nhà. Dạ. Quá trời cục luôn. Ba cái xương nó nghĩ chứ không cần dớt ra đâu. Không, nó cũng dớt vô luôn đó. Kệ đi, nó cũng ngọt nước rồi. Sợ để cho nó ngọt nước á. Thằng à. Thằng chồng á trời trời đi với cậu Bảy sợ muốn chết vậy đó. Làm gì sợ? Bán 45 con chả 30. Sợ bị quánh không? Sợ bị quánh không? Ba ai quánh đâu. Mà có còn mà có còn ta có bán không cậu? Bán hả? Vậy đó hả? Mong mình không biết chả mình dính kèo với ta luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đúng rồi đó. Chả 30. Ruột á. Ủa vậy đó hả? Đúng rồi. Ủa rồi cũng vừa có bán ký nhiều. 30. Ủa sao rẻ gì trời? Vịt này là để nấu cháo phiên nha cả nhà. Nấu cháo phiên cậu em là để cháo vịt, cháo gỏi vịt và những đồ này để nấu. Còn cái nồi lẩu, cái này bún nước lèo ăn buổi chiều nha cả nhà. Đây, cái đầu nè. Còn cái nồi nước súp nước lèo nãy giờ các bạn. Còn cái này thì phần ăn cơm là sáng cả nhà. Còn cái nồi này nồi lẩu bò để chiều ăn. Để tối là đãi cháo phiên đó cả nhà. Ăn lẩu luôn. Còn bây giờ là ủa gì mời gì ba làm gì lấy bún hả? Gạo hả? Gạo hả? À gạo cấp đầu sẵn chuẩn bị đãi tới cái này mình gạo ăn bún đâu. Đãi tới bún nước lèo rồi cả nhà. Bún ở trong cái đá chơi. Đây đây. Đây đi em đi lấy cho. Chết rồi, cái dĩa bún to vậy đó hả? Đãi dĩa bún to dữ vậy đó hả? Đây bà chị em nhà vườn mà chốc đống. Đãi ăn cho nó no. Đãi no nơi luôn phải không? Chết rồi, mưa tới rồi cả nhà ơi, mưa tới rồi. Đây, bắt mâm lên nè cả nhà, giờ bắt mâm xuống nhau mấy đó trời ơi, đào tiền quê lóc, đào tiền quê lóc nghe cả nhà. Đào tiền quê lóc. Trời ơi trời, nó còn nghiến, nó còn né lại nữa. Ừ, mắc mưa rồi à. Đây cả nhà, sẵn chuẩn bị là đãi ăn dắt ăn xế nè cả nhà, dắt này khoảng 3 giờ. 3 giờ đãi cháu chiều, đãi quên đãi bún nước lèo, dân miền Tây thì đãi mưa tới rồi cả nhà ơi, mưa tới rồi, tắm tưới mà gặp mưa rồi cả nhà ơi, cả nhà ơi, đây chú bạn mất lâu lên là ăn bún nước lèo, quá trời rồi, quá trời rồi, em sớm về em thu với nhà biết thì không à, ủa không không có bỏ cái vô luôn hả tắm? Ừ, thì khách chơi khách chính hả chị ba? Ừ. Cái này là ruột khìa để xào với khớp cả nhà. Sớt thì nó không chạy không được. Ủa? Chạy không chạy hả? Ông không ăn luôn hả? Không, không sớt không có sớt mắt xèo lắm. Vậy đó hả? Đây cả nhà giờ phải phòng cho qua ngồi luôn đi cha. Ngồi đi. Đã ngồi xích vô. Được, được, cho qua thêm quan bạn nữa. Được rồi cho lên thêm bàn nữa. Thêm bàn nữa đi chứ. Thêm bàn nữa đi qua bàn bên đây. Chặt qua bàn bên đây thêm bàn nữa. Ơi. Đây cả nhà giờ bắt đầu là đãi. Đây. Bên nhà gì chắc nhà chết hả? Kêu đi qua ăn luôn. Bật lên đi anh Tư. Bật lên đi, người ta lợi cái đậu xôi rồi ăn luôn. Bả rửa chén rồi chứ kìa. Đây, cho người dắt ra đây thì ba mâm ở nhà một hồi thứ hai lại nữa thì đẩy nữa. Quay phim nó hồi đổi nha. Chú ăn đi. Con dân nhà bà yên tâm
Còn chừng ăn mấy còn nhóc kìa, còn cháu còn ăn còn nhóc nghĩ là kêu nó đủ không kìa.
mấy đứa con ở nhà đi, mấy đứa con quậy quá. Mẹ trời. Đi đâu ạ? Mẹ đi quản thụ đắng. Thấy đầu nó chảy cũng như vậy, vậy rồi. Nó vuốt nữa, mẹ chảy cái gì nó đẹp trai. Đầu sô cô la kìa. Trời ơi, chảy gì đó. Trời chảy. Con ở nhà đi con quậy. Chảy cho mẹ chơi mấy game. Cái điện thoại con đâu rồi? Cái điện thoại của con á. Chị, cho nó coi gì? Sáng giờ có cho nó coi chưa? Có nó ngồi yên cho nó coi, cho nó ngồi yên đi cho khỏe dữ, mệt quá trời mệt cả nhà. Rồi em á thì em không phải thêm lo, sáng giờ lo phụ nhà ông cậu là đúng em á cả nhà. Đúng em á nhà nó không mà không có ai á, có con một à. Đúng không? Có người. Mẹ ơi. Nè. Ba đi đám cái gì? Ba đi đám. Mẹ ơi. Dương ơi. Chợ mà cũng không đi. Mẹ ơi. Dương ơi. Dương ơi. Cô đi đám. Rồi đó cả nhà. Để ông mưa ngoài đó đi. Để ông mưa.